Chipu xuất hiện cùng Lưu Nhã Sắt hỗ trợ đồ ăn cho fan hâm mộ khóc thét tại chung kết đạp gió. Cập nhật tình hình chung kết đạp gió. Trong sự kiện chung kết đạp gió, Chipu đã có hành động đầy cảm động khi gửi đồ ăn hỗ trợ đến cho các fan hâm mộ đã không ngại mệt mỏi đứng ở ngoài để cổ vũ cho cô. Hành động này là một cách để Chipu đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của fan. Bất ngờ hơn, cả Chipu và Lưu Nhã Sắt đã xuất hiện tại hiện trường và vẫy tay chào đón khán giả. Điều này tạo nên một không khí thật sự đặc biệt và thêm phần xúc động trong cuộc thi. Chung kết sẽ có tổng cộng 3 vòng thi đấu. Điều đặc biệt, tại vòng hợp tác ở chung kết năm nay, việc lựa chọn ca khúc cho các đội sẽ do chính khán giả quyết định. Với sự bình chọn đông đảo, bài Who Is That Girl sẽ do Chipu và Lưu Nhã Sắt trình diễn. Who Is That Girl vốn là một bản hit của Mạnh Giai Gia, cựu thành viên Mid A, tỷ tỷ từng xuất hiện trong công diễn 4 để trợ giúp Ella và Chipu. Nhiều người khẳng định Mạnh Giai với Chipu có mối lương duyên kỳ lạ. Từng xuất hiện chung trong ca khúc nhạc phim Thái Lan Friend Zone, sau đó cùng nhau trình diễn ở một vòng công diễn và giờ đây Chipu lại thể hiện ca khúc hit của Gia. Trải qua những vòng công diễn, lượng fan của Chipu tại xứ Trung ngày càng một đông hơn. Weibo của nữ ca sĩ cũng đã vượt mốc 300,000 người theo dõi. Bên cạnh sự ủng hộ của khán giả xứ Trung, người hâm mộ Việt Nam cũng đồng loạt kêu gọi đẩy hashtag cho Chipu trên mạng xã hội Twitter nhằm giúp cô được nhiều người biết đến hơn. FC Chipu cũng đồng lòng thay avatar lan tỏa và ủng hộ tinh thần cho thần tượng trước thềm chung kết. Sau những nỗ lực cống hiến hết mình cho những màn trình diễn, thứ hạng luôn nằm trong top cao ở các bảng xếp hạng mỗi công diễn. Chipu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cái tên nhận được tấm vé debut trong chương trình năm nay, theo bảng xếp hạng của trang Compa. Ai, với hiệu ứng ấn tượng khi xuất hiện tại chương trình Đạp Gió 2023, Chipu đã xuất sắc đứng vị trí top 1 trong danh sách các nghệ sĩ có lượng tương tác lớn nhất tháng 6 năm 2023. Cũng theo trang này, với thế mạnh là kỹ năng trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo điêu luyện và sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, Chipu gây được sự chú ý nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô. Bên cạnh đó, cô còn mang những nét văn hóa Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế, lăng xê các thương hiệu thời trang Việt Nam. Thi đấu đầy nhiệt huyết, Chipu dần chiếm được cảm tình từ khán giả trong nước và quốc tế.